Chính phủ nước Pháp đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp khi các cuộc bạo loạn đã kéo dài sang ngày thứ ba. Sự việc cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi vì vi phạm giao thông đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại quốc gia này. Thủ tướng Elizabeth Borne cho biết chính phủ Pháp đang cân nhắc mọi biện pháp nhằm lập lại trật tự, trong đó có việc ban bố tình trạng khẩn cấp khi các hành động bạo loạn trên khắp cả nước kéo dài. Chính phủ Pháp cũng sẵn sàng áp dụng các biện pháp an ninh cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự. Tình trạng căng thẳng cũng đồng loạt gia tăng tại nhiều thành phố lớn khác của Pháp như Marseille, Avignon, Toulouse. Khoảng 50 cơ sở giáo dục trên toàn nước Pháp đã bị hư hại sau hai đêm bạo động liên tiếp, trong đó hơn 10 trường học buộc phải đóng cửa. Nhiều cơ sở thi đấu thể thao được xây dựng phục vụ Thế vận hội Olympic Paris 2024 cũng đã bị hư hại nghiêm trọng. Hiện các cuộc biểu tình phản đối vụ việc cảnh sát bắn thiệt mạng thiếu niên 17 tuổi đã lan rộng khắp nước Pháp. Một số đồn cảnh sát địa phương đã trở thành mục tiêu tấn công và đốt phá của các nhóm người quá khích. Chính phủ Pháp đã phải kích hoạt cơ quan chống khủng bố và tăng cường an ninh tại nhiều thành phố trước nguy cơ bạo loạn gia tăng trên diện rộng.